Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi hoàn thành nha. Chuyện nhỏ mà, miễn sao cô chuyển khoản cho tôi đầy đủ là được. Yên tâm, khi nào mà sếp ok một cái là tôi chuyển khoản cho anh liền. Nhưng mà đừng có dính dáng tới cờ bạc nhiều quá nha. Mấy cái đó không giúp anh giàu lên được đâu, lúc sau cũng không tốt. Cờ bạc? Lẽ nào cô ta đang hiểu lầm mình chơi bạc nên mắc nợ? À tôi... Tại sao anh ta lại có mặt ở đây giờ này vậy? Hả? Anh giúp em hoàn thành dự án thôi. Suốt đêm hả? Anh đừng có hiểu lầm, tôi chỉ làm dự án thôi. Ai cho phép anh lên tiếng ở đây? Tôi chỉ làm dự án thôi mà. Anh đi về đi, không sao đâu. Tôi về trước nha, xin phép. Anh ta dù sao cũng là đàn ông, qua đêm ở nhà em không hay đâu. Anh nghĩ là anh ta có thể làm gì em hả? Anh chỉ lo cho em thôi. Anh với em lớn lên với nhau từ nhỏ, anh chưa bao giờ được ở riêng với em một ngày nào hết. Còn nó thì sao? Ở riêng với em 2-3 đêm luôn. Anh không tin nó là công việc bình thường đâu. Ngốc! Ngốc! Duy Nam, tao không tha cho mày đâu. Có chuyện gì vậy? Xuống đây, tao muốn giết mày ngay lập tức. Tôi làm cái gì mà anh giết tôi? Mày đừng bao giờ có ý nghĩ với cô ấy. Nếu không mày coi chừng cái mạng của mày đó. Tôi với Quỳnh chỉ hợp tác vì công việc. Tôi chưa từng nghĩ mình có gì với cổ. Quan trọng cổ không phải là gu của tôi. Muốn có được cô ấy phải tự tin lên. Vì cuộc đời